Ngày hội báo nhân đạo năm nay thu hút hàng chục nghìn lượt người tham dự mỗi ngày nhiều hoạt động truyền thống của hội báo diễn ra theo nhiều hình thức khác nhau phát huy truyền thống tự hào của những người cộng sản và nhân dân lao động pháp đồng thời thể hiện tinh thần hữu nghị đoàn kết quốc tế vì hòa bình tới thăm gia trưng bày của báo nhân dân tổng biên tập báo humanite Patrick Lherriaric khẳng định, ra trưng bày của báo nhân dân năm nay là một điểm nhấn quan trọng trong khu quốc tế của hội báo, không chỉ giới thiệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước và con người Việt Nam mà còn là sự động viên, chia sẻ cùng vượt qua những khó khăn và thách thức do đại dịch COVID-19. Sự hiện diện của Việt Nam cũng góp phần phát huy tình hữu nghị, đoàn kết gắn bó truyền thống Pháp Việt trong bối cảnh hai bên đang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 1973-2023. Trong 3 ngày hội báo từ mùng 10 đến 12 tháng 9, đã có hàng chục cuộc tranh luận về cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội, y tế do đại dịch COVID-19, bảo vệ sinh thái, xu hướng phát triển của báo chí tại Pháp và tình hình tại nhiều khu vực trên thế giới.